hai con giáp lúc trẻ nghèo khổ, lận đận vất vả đủ đường. Đôi lúc con cảm thấy cuộc sống thật sự là bế tắc. Con luôn tự hỏi tại sao ông trời lại đối xử bất công đến như vậy. Tuy nhiên, khi về già lại giàu sang hết phần của thiên hạ, bất ngờ đổi vận, đổi đời sau 35 tuổi. May mắn liên tiếp, tiền bạc cứ ùn ùn kéo đến, muốn nghèo cũng không được. Xin chào mừng quý vị, anh chị và các bạn đến với kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lần đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin được kính chúc quý vị, quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Quý cô bác, quý vị, anh chị thân mến, theo tử vi học phương Đông có nói, mỗi con giáp khi sinh ra đều được đặt một cái số mệnh và cái cuộc đời nhất định. Có người sinh ra đã ngậm thìa vàng, muỗng bạc, sướng từ trong trứng, sướng ra, đẻ ra đã vượt qua vạch đích. Chẳng cần phải làm gì ý, vừa ra đời đã được hưởng cả cái gia tài, cả cái cơ nghiệp bạc tỷ, cái sủ giàu có. Tiền tiêu đến mấy đời cũng không hết. Đã vậy, còn lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ, đưa đường chỉ lối, dạy tất cả những cái bí kíp để kiếm tiền và giữ tiền. Đã giàu thì lại càng giàu thêm. Nhà đẹp xe sang, vợ đẹp suốt ngày đi ăn chơi du lịch, đi ăn nhà hàng, cả đời sướng như tiên, tiền tiêu như núi. Nhưng cũng có những người sống trong cái cảnh nghèo khổ, từ trong trứng nước, sinh ra trong gia đình nghèo khó, cơ cực, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Suốt đời lam lũ, cực khổ, làm mãi cũng không thể nào ngóc đầu lên được. Đã thế, quá nhiều cái vận đen, những cái vận xui nó cứ liên tiếp triền miên kéo đến cuộc đời họ. Tiền bạc theo đó thì cũng đội nón ra đi, thậm chí họ còn nợ nần chồng chất. Đấy, sống khổ hơn là chết. Cũng có nhiều cơ hội làm giàu, nhưng mà vì cái thời vận nó thay đổi, tiểu nhân lại hãm hại nên vỡ nợ mất hết, nghèo khổ bi thương mạt kiếp suốt đời. Số phận cứ như là đang trêu đùa với họ vậy. Lại có những người sống khổ trước sướng sau, lúc trẻ thì vinh hoa phú quý, khi về già thì lại nghèo đói và khổ cực, tụt xuống vực thẳm mà chẳng bao giờ ngóc đầu lên được. Nhưng đó không phải là những con giáp mà được nói đến trong video ngày hôm nay. Trong chương trình ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp nghèo khổ đủ rồi, đen đủi, vận hạn thừa có khi còn trẻ, nhưng mà tưởng họ sẽ rơi vào bế tắc và bó tay trước cái số phận, cái nghèo khổ mà cả đời nhục nhã của một kiếp người. Vậy mà đến một cái thời điểm nhất định nào đó trong cuộc đời, chính là lúc sau 35 tuổi, sao Phúc Tinh và Lộc Tinh bất ngờ thay đổi vị trí, chiếu thẳng vào bản mệnh, sẽ khiến cho tiền bạc lũ lượt tự nhiên kéo đến. May mắn bất ngờ liên tiếp khiến họ cũng choáng váng không kịp trở tay. Thập nhị bát thú cũng thay đổi cái vị trí, khiến cho quý nhân thần tài chỉ lối, dẫn đường phù trợ cho họ trở nên gì thông tuệ, nhanh nhạy với cái cuộc sống. Các hung tinh như là sát tinh, bại tinh thì bất ngờ dịch chuyển, làm mọi thứ khó khăn, vướng mắc tự nhiên biến mất. Mọi sự thì hanh thông, thuận lợi đến một cách phi thường. Sau giai đoạn này thì giàu nhanh chóng mặt, giàu nứt tường đổ vách, khiến không ít những người khác phải ghen tị đỏ mặt. Vậy những con giáp đó là con giáp nào? Quý vị và các bạn có thuộc trong những con giáp may mắn này hay không? Thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp video ngày hôm nay. Nếu quý vị có băn khoăn thắc mắc về lá số tử vi thì quý vị có thể comment ở bên dưới để chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ cho các bạn. Bên cạnh đó thì quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình, để ban biên tập chương trình có thể đưa ra những cái video hay hơn nữa, giúp các bạn có những cái trải nghiệm tốt hơn về cái số phận cuộc đời mình. Hai con giáp càng già càng giàu có, đổi vận đổi đời, hồng phúc trời ban. Nghèo khó đủ rồi, hai con giáp này sau 35 tuổi, vận mệnh được xoay ngược dòng, may mắn phúc phận tài phú nó bủa vây, chúng lớn liên tục, cuộc sống viên mãn đủ đầy. Có lẽ trên đời này thì chẳng ai mong mình già đi, nhưng mà những con giáp này có lẽ cực thích già đi, bởi họ có được cái hậu vận cực tốt. Tuổi càng nhiều thì lộc của họ lại càng dồi dào hơn. Họ thuộc cái tuýp người mà khổ trước sướng sau, lặn lội vất vả cả đời thanh niên trai tráng, để đến khi càng về già thì lại càng nhàn nhã thanh thản, tận hưởng cái thành quả của cuộc đời. Những khốn khó, những cái tủi nhục, những cái bất mãn của tuổi trẻ thì chỉ trở thành cái gia vị trong cái tương lai. Khi mà có tất cả tiền bạc và danh vọng, họ sẽ mỉm cười và hoài niệm về những cái ngày khốn khó.
Với cái sự thấu hiểu và cái hạnh phúc sâu sắc, sách Tử Vi có viết trong 12 con giáp thì có 2 con giáp sẽ được Thượng Đế chiếu cố hết mực. Bạn có tò mò đó là 2 con giáp nào không? Nếu như bây giờ các bạn vẫn còn đang nghèo khổ, cũng không được nản lòng, cũng không được thoái chí, những điều tốt đẹp đang chờ đón các bạn ở phía trước. Đừng bao giờ các bạn đánh mất cái cuộc đời đáng quý này. Biết đâu bạn lại đứng ở cái vị trí đầu bảng trong danh sách những con giáp may mắn thì sao? Tương lai thì vô cùng tốt đẹp đang chờ đón các bạn đấy. Con giáp đầu tiên trong danh sách may mắn này thì đó chính là những người tuổi tỵ. Tuổi tỵ trời sinh thì có quý khí, được Phật phổ hiển độ mệnh, là những con người mà có sức phán đoán mạnh mẽ, rất thích hợp với chuyện buôn bán, đàm phán, làm ăn. Cuộc đời thì có nhiều cái may mắn, cát lợi, cái sự nghiệp thì lại được thành công. Vì ngoài cái trí tuệ ấy, thì tuổi tỵ còn được cái thời cơ và cái cơ may làm giàu đổi đời sau 35 tuổi. Càng già thì lại càng được phúc tinh, tài tinh nó chiếu mệnh, nó giúp sức, làm một thì ăn 10, giàu có hơn người, hậu vận thì sung túc, tốt đẹp phi thường. Càng về già thì càng giàu có, vàng bạc chất đống. Trong tử vi học phương Đông thì để nói về con giáp mà càng già càng giàu, không thể không nhắc đến những người tuổi tỵ. Họ thuộc tuyết người mà khổ trước sướng sau, lặn lội vất vả cả thời thanh xuân, để đến khi về già thì lại càng nhàn nhã, thanh thản và tận hưởng cái thành quả của cả cuộc đời an nhiên tự tại, sung túc đủ đường. Tuổi tỵ quan hệ xã hội rất là rộng, rất là tốt, cũng dễ có được cái tín nhiệm của mọi người. Ở trong cuộc đời ấy, thì được quý nhân chia sẻ bớt những cái gánh nặng, đưa đường chỉ lối và có được cái cơ may hiếm có để phát tài trong một thời điểm bất ngờ. Tuổi tỵ có thiên bẩm làm thiên tài về chính trị, về kinh doanh sáng tạo. Rất nhiều người tuổi tỵ khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng với những cái ý tưởng kinh doanh táo bạo. Nhiều tỷ phú tuổi tỵ sớm gặt hái được những cái thành công và trở nên nổi tiếng nhất thế giới. Rất nhiều thiên tài chính trị và kinh doanh của những người tuổi tỵ có tầm ảnh hưởng quốc tế như là Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln, vị tổng thống tài ba năm 2009, tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ. Abraham Lincoln được các sử gia Mỹ bình chọn là nhà lãnh đạo tài ba nhất. Theo đó, Lincoln trở thành tổng thống của nước Mỹ, tổng thống tài ba nhất lịch sử. Trường hợp tiếp theo là cái vị anh hùng Muhammad Gandhi, cái vị anh hùng của người Ấn Độ. Ông được hàng triệu người dân Ấn Độ gọi là một cách tôn kính là Muhammad, có nghĩa là gì? Linh hồn, là vĩ nhân, là đại nhân. Ông là người cha già giải phóng cho cả dân tộc Ấn Độ. Tại Việt Nam có thể kể đến một vài cái tên như ông Phạm Văn Bự, chủ tịch ngân hàng Đông Á, ông Phạm Mạnh Thiện là chủ tịch ngân hàng Phương Đông, ông Đỗ Minh Phú là chủ tịch vàng bạc đá quý Doji Group. Đó là rất nhiều cái tên của những người tuổi tỵ tài ba. Trời sinh những người tuổi tỵ là những người thông minh, tài giỏi, lanh lợi. Họ luôn biết cách nắm bắt những cái cơ hội xung quanh mình để xây dựng cái cuộc sống viên mãn đủ đầy. Những con giáp cẩm tinh tuổi tỵ thì luôn sở hữu một cái ham muốn làm giàu vô cùng mạnh mẽ. Họ luôn ý thức được là phải tạo dựng cho bản thân và gia đình một cuộc sống sung túc đủ đầy về vật chất và cả tinh thần. Họ luôn tìm ra những cái cơ hội để kiếm thêm tiền, đấy, kiếm thêm tiền mà gì những người khác khó có lòng mà tìm được. Cái sự tận tụy, sự nhiệt thành trong công việc cũng mang lại cho những người tuổi tỵ những cái thành tựu đặc biệt, làm cái nguồn thu nhập của họ ấy khá là dồi dào và ổn định. Khi bước vào cái tuổi trung niên, tuổi tỵ sở hữu cái khối tài sản khổng lồ khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Họ được tận hưởng tuổi già trong cái sự đầm ấm, giàu có và hạnh phúc. Những gia chủ tuổi tỵ thì vận mệnh thời còn trẻ thì không gì không tồi, song cái tính cách có chút tự cho mình là nhất, kiêu ngạo nên trong công việc họ thành công dễ nhưng cũng rất dễ thất bại. Tuổi tỵ thông minh, khéo léo, song còn chưa biết lượng sức, đôi khi thì vẫn còn nóng vội. Đúng như câu nói, có công mài sắt, có ngày lên kim. Thành công ở độ tuổi vãn niên của họ tuy muộn nhưng lại rất đậm đà. Nếu như chẳng may ở tuổi 30 vẫn dậm chân tại chỗ thì những gia chủ tuổi tỵ cũng đừng quá mà lo lắng. Tuổi tỵ là một trong những con giáp được trời ban nhiều cái phước lành, phúc lộc đến một cách bất ngờ. Cái điều đó sẽ chứng minh ở khi mà họ trải qua 35 tuổi. Và ở giai đoạn này thì tuổi tỵ sẽ gặp bất ngờ khi mà cái sự nghiệp, tiền tài được viên mãn, được đủ đầy, làm gì thì cũng sẽ được thuận lợi và hanh thông.
từ 40 tuổi trở về sau ấy, thì chỉ việc sống nhẹ nhàng, thoải mái, bình yên bên những cái thành quả mà mình đã đạt được từ trước đó. Hậu vận là cái chuỗi ngày an nhàn, hưởng phước lành và tiêu tiền. Hơn nữa, vinh hoa phú quý cho cái phần đời còn lại và được tạo dựng cho con cái về sau. Tuổi Tỵ càng trưởng thành sẽ càng rèn luyện được bản thân. Những cái sóng gió cũng không khiến họ gục ngã, mà chỉ có thể giúp con giáp này có thêm được những cái bài học quý báu về sau, sau những lần quật cường đứng dậy đó. Và sau cái cột mốc 35 tuổi thì những gia chủ tuổi Tỵ sẽ bước vào một cái thời kỳ phát triển rực rỡ nhất trong cái lịch sử sự nghiệp của mình. Đây là lúc mà những người tuổi Tỵ chỉ cần chớp đến cái thời cơ thì sẽ có rất nhiều cái thành công sau này. Đấy, thành công này sẽ do thì cái vận may đặc biệt cộng với là sự nỗ lực, sự phấn đấu của bản thân mà ra. Trời sinh những người tuổi Tỵ vốn là những người thông minh, lanh lợi, lại biết thì nắm bắt lấy cái cơ hội tốt xung quanh mình để xây dựng cái cuộc sống sung túc, viên mãn và đủ đầy. Ở trong số những con giáp tuổi Tỵ là những người mà sẵn sàng đối mặt với những cái khó khăn, những cái gian khổ, những cái thử thách. Họ biết thay đổi bản thân ngày một tốt hơn để thích ứng với cái môi trường, để tìm được những cái điều hoàn hảo hơn. Những người tuổi Tỵ tuy không phải nghĩ nhiều nhưng mà họ lại không quá phức tạp vấn đề. Những điều mà không thể làm được ý, thì họ chấp nhận cho qua và tìm ra hướng đi mới. Nhờ vậy mà cuộc sống của họ trôi qua một cách êm ả, không quá nặng, không quá phức tạp. Khó khăn sẽ khiến cho họ khó chịu. Tử vi học có nói, sau 35 tuổi thì đa số những người tuổi Tỵ đều gặt hái được nhiều cái thành công. Dù không quá giàu có như mong muốn, nhưng ít nhất họ cũng có của ăn của để. Cái sự nghiệp thì vững chắc, ổn định, tài vận thì mỗi ngày một thăng tiến. Nhìn chung, hậu vận của những người tuổi Tỵ được tận hưởng cuộc sống là viên mãn, an nhàn. Những người tuổi Tỵ sinh theo các tháng âm lịch sau đây thì sẽ được may mắn nhiều hơn nữa. Người tuổi Tỵ mà sinh vào tháng 3 âm lịch thì có trí thông minh, lỗi lạc, học thức thì uyên thâm, có lý tưởng sống rõ ràng và khả năng tùy cư ứng biến rất là nhanh. Do đó, họ sẽ có cái cuộc sống no đủ và hạnh phúc, ngập chìm trong cái cảnh tiền bạc, cơ may đổi đời, làm ăn trúng số quá lớn, giàu có nhất vùng sau 35 tuổi. Sinh ra vào tháng 5 và tháng 6 âm lịch thì con giáp này sở hữu cái trí tuệ thông minh hơn người. Hơn thế nữa, họ còn gan dạ và có ý chí kiên cường hiếm thấy. Người tuổi Tỵ sẽ hưởng một cái cuộc sống hạnh phúc, phú quý khi bước vào trung vận. Khó khăn và khổ cực của con giáp này đã nếm đủ rồi. Khi bước qua trung vận, họ sẽ có một cái bước lên mây, ôm tiền tỷ trong phút chốc, cực giàu và cực kỳ viên mãn. Nếu như sinh vào tháng 4 âm lịch thì những người tuổi Tỵ được quý nhân phù trợ, cuộc sống phú quý, giàu sang, viên mãn suốt đời. Cơ hội đến với họ nhiều như lá trong rừng sau 35 tuổi. Phúc lộc chảy vào nhà như thác lũ, tiền nhét chật kép để ôm trọn tiền tỷ trong tay. Nếu sinh vào tháng 7 âm lịch thì người tuổi Tỵ sẽ thông minh hơn người, tài hoa xuất chúng, nên là có thể gây dựng được cái sự nghiệp vĩ đại, làm rạng rỡ tổ tiên, được con cháu ngưỡng mộ, vàng bạc chất đống như núi trong nhà. Người ngoài nhìn vào thì có thể nghĩ rằng những người tuổi Tỵ đạt được cái thành quả quá dễ dàng, số phận an nhàn, song lại không hề biết ẩn chứa trong đó là cả năm, 10 năm vật vã mà phấn đấu mà vật lộn với cuộc đời. Không chỉ có hậu vận rực rỡ với công danh, sự nghiệp, tiền tài, danh vọng, mà người tuổi Tỵ còn có một cái gia đình hạnh phúc, con cái thì thông minh, ngoan ngoãn, học giỏi, khiến cho nhiều người phải ao ước. Nếu những người tuổi Tỵ trong cuộc sống chú ý những cái điều sau đây thì chắc chắn thành công, tiền bạc sẽ đến với họ sớm hơn rất nhiều. Nếu như tuổi Tỵ thực sự để tâm, những cái điều hạnh phúc, tài lộc sẽ ùn kéo đến, giàu có và thành công sẽ sớm nằm trong tay họ. Hơn nữa, những người mà sinh năm Tỵ là những người giàu tình cảm. Tuy nhiên, cái nhược điểm của họ chính là để tình cảm, để cảm xúc nó lấn át cái ý chí. Dù là trong công việc hay là trong chuyện tình cảm, thì những người tuổi Tỵ khi bị kích thích thì hay bị kích thích quá mức đẩy lên, không phân biệt được đâu là những cái điều đúng, điều sai, nên thường hành động sai lầm, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Do đó, để tránh gặp phải những phiền phức, rắc rối, thì những người tuổi Tỵ nên để tách biệt cái công việc của mình với tình cảm,
ra để sống một cách lý trí và rõ ràng hơn. Bề ngoài tuổi Tỵ tuy có thái độ khiêm tốn, lịch sự, nhưng thực ra họ lại là những người mà ngoan cố, bướng bỉnh. Họ chỉ nghe lời khuyên của những người mà họ thích và ngưỡng mộ mà thôi. Tuổi Tỵ nên biết rằng, lúa chín thì cúi đầu. Càng những người tầm cao, giàu có thực sự thì họ lại càng khiêm tốn và dễ chấp nhận cái cuộc sống hơn. Nếu như những người tuổi Tỵ biết đặt cái tôi của mình xuống thấp hơn một chút, họ sẽ sớm gặt hái được cái thành công quá là bất ngờ. Rồi ai ai cũng sẽ phải kính trọng, nể phục mà các bạn mà thôi. Xin chúc mừng những gia chủ tuổi Tỵ, con giáp may mắn đầu tiên mà chúng tôi muốn nhắc đến trong video ngày hôm nay. Con giáp thứ hai thuộc top những con giáp càng già càng giàu, giàu sang phú quý, đó chính là những người tuổi Thìn. Những người tuổi Thìn. Để trả lời cho câu hỏi ấy, con giáp nào càng về già thì càng giàu, thì tuổi Thìn lọt vào danh sách những con giáp này. Để biết vì sao tuổi Thìn lại được thượng đế ưu ái đến như vậy, trước tiên các bạn hãy phải nắm qua về lá số tử vi của những người tuổi Thìn. Tuổi Thìn có phúc tinh, tài tinh, tử vi tinh dẫn đường chỉ lối, phổ hiền bồ tát độ mệnh. Trong cuộc đời thì gặp được quý nhân phù trợ. Đây là những con giáp mà có lý tưởng, có hoài bão, sự nghiệp chắc chắn có nhiều cái thành công. Người tuổi này thì cả đời gặp được nhiều cái may mắn, có lộc trời ban, có phúc tinh cao chiếu, có tài tinh chỉ đường dẫn lối. Tiền đồ thì sáng lạn, công danh thì hiển hách, không hay gặp phải cái lo lắng muộn phiền, cuộc sống thì lúc nào được hạnh phúc và yên ấm. Con giáp tuổi Thìn là những người con cưng của trời đất, sinh ra trời đã định số giàu sang. Càng có tuổi thì tiền vàng lại càng về nhiều, càng ngày càng hạnh phúc. Những người tuổi Thìn vốn là những người có số mệnh của những chú rồng. Họ là những người luôn theo đuổi cái sự quyền lực và giàu có. Do đó, dù ở bất cứ cuộc sống khó khăn hay gian khổ thế nào, thì họ đều có thể vượt qua được nhờ cái bản lĩnh phi thường của mình. Một bộ phận đặc biệt những người tuổi Thìn ấy, thì gặt hái được nhiều thành công khi tuổi còn trẻ. Họ không những công thành danh toại mà còn là những con giáp có được chức quyền quan trọng và được mọi người xung quanh kính trọng, nể phục. Bộ phận còn lại thì sau 35 tuổi là cái thời cơ vàng để những chú rồng bay lên, tinh hoa hội tụ chín muồi, cái vận mệnh một bước lên mây, giàu có nhanh chóng, ngồi trên núi vàng, ngồi trên núi tiền, vang danh thiên hạ. Những người tuổi Thìn có cá tính mạnh mẽ, kiên cường và không ngừng phấn đấu, cố gắng để theo đuổi cái quyền lực và sự giàu có. Ở trong cuộc sống thì những người tuổi Thìn là những người mà làm được nhiều cái việc hơn, nhiều cái việc lớn. Đa số họ đều xây dựng được cái cơ ngơi vững chắc, cơ nghiệp bạc tỷ, nhà cửa đồ sộ. Trong tử vi học phương Đông ấy, thì rồng là biểu tượng của tham vọng, của sự thống trị. Loài vật nằm trong cái tưởng tượng này ấy, cũng linh thiêng và được kính trọng nhất trong 12 con giáp. Do đó, những người sinh năm Thìn thì cũng được cho rằng là luôn tràn đầy cái năng lượng và tràn đầy sức mạnh. Như đã nói ở trên, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh, cho sự linh thiêng và được mọi người tôn kính. Người tuổi rồng thì trời sinh tính tình sắc sảo, thông minh, sống ngang tàng xong lại thực sự là những người đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Sinh ra với tư chất thông minh lại được trời phú thêm cái sự may mắn. Người tuổi Thìn ấy thì có tướng làm lãnh đạo. Con giáp này đôi khi thì hay gì kêu than với bạn bè về những cái vấn đề trong cuộc sống. Song thực sự đó chỉ là những cái khó khăn trong chốc lát. Vận trình của những người tuổi Thìn ấy thường là hanh thông, đặc biệt càng về già thì lại càng được hưởng an nhàn và phú quý. Những người tuổi Thìn thì rất giỏi quản lý và chi tiêu tiền bạc. Họ không chỉ là những con giáp giỏi kiếm tiền, giỏi làm ra tiền mà còn biết giữ tiền, khiến cho tiền lại càng đẻ ra tiền. Làm những cái người mạnh mẽ, hành động dứt khoát và quyết đoán. Con giáp này một khi mà đã đặt ra cái mục tiêu thì sẽ nhất định thực hiện được. Nhưng đôi khi do cái vận may chưa đến nên đôi lúc họ phải đối mặt với nhiều cái khó khăn trắc trở. Tử vi học cũng có nói tuổi Thìn là những người vốn từ nhỏ đã thông minh, lanh lợi nên làm việc gì thì cũng dễ dàng thành công hơn người khác. Khi bước vào giai đoạn trung niên, họ có được những cái thành tựu nhất định. Nếu như không trở thành đại gia như bao người mong ước ấy, thì ít nhất cũng sẽ được cái cuộc sống sung túc, viên mãn, không thiếu thốn thứ gì.
những người tuổi Thìn luôn biến mình trở nên mạnh mẽ hơn. Họ không chỉ đặc biệt chú ý đến cái lòng tự trọng mà càng chú ý hơn đến cái thể diện. Vì vậy, dù họ có ăn mì gói ở nhà ấy, thì ra đường cũng phải rực rỡ, cũng phải sang trọng và cũng phải gây được cái sự chú ý. Với cái tâm thế là không chịu thua, những người tuổi Thìn thì luôn cố gắng vận dụng cái đầu óc của mình, công sức và đầu tư kiếm thật nhiều tiền. Dù khó khăn đến mấy thì họ cũng không bao giờ họ buông xuôi, và khi về già họ sẽ tích góp được nhiều của cải, tiền bạc, đất đai. Cái sản nghiệp của họ thì đồ sộ, cuộc sống của họ thì ngập tràn trong phú quý giàu sang, khiến ai nấy cũng phải là ngưỡng mộ, thèm khát. Những người tuổi Thìn sinh ra là những người thông minh, lanh lợi, phản ứng nhạy bén, quan sát thì thấu đáo. Đặc điểm này có lợi cho những cái sự phát triển về cái tài năng quản lý kinh tế. Họ thấu hiểu được tường tận tỉ mỉ về cái việc quản lý tài chính của mình. Do đó, tài lộc của họ cực tốt. Thông thường đối với những người tuổi Thìn, tiền bạc chỉ lợi dụng một chút cái thủ đoạn thì có thể đạt được cái mục đích cao nhất, chứ không phải là điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời họ. Mọi cái mơ ước lớn nhất của họ là thực hiện những cái ước mơ của mình mà thôi. Quan niệm về quản lý tài chính của những con giáp tuổi Thìn rất rõ ràng. Nếu có thể hài hòa coi việc hiện thực và lý tưởng, thì cái coi việc kiếm tiền là cái lẽ sống, thì họ sẽ có thể trở thành siêu tỷ phú. Tuy nhiên, nhìn vào cá tính của những người tuổi Thìn, nếu như mà họ thu vào ấy, thì chi ra cũng khá lớn. Bởi vậy, nếu họ muốn tiết kiệm thì phải có kế hoạch. Họ có thể theo đuổi những cái nghề phụ như đầu tư vào cổ phiếu hay là chứng khoán hay là bất động sản. Đó là một trong cách tốt nhất để gia tăng và giữ gìn cái tài sản của mình. Những người tuổi Thìn đa phần là được lộc trời ban, tài lộc thì được thông suốt, gặp nguy thì hóa ăn, gặp dữ thì hóa lành. Song tốt nhất các bạn cũng nên thận trọng với cái tiền đồ tương lai của mình. Những người tuổi Thìn là những người thông minh, lanh lợi, cương quyết và hoạt bát, thẳng thắn, thành thật, khoan dung độ lượng và tràn đầy sức sống. Họ phản ứng nhanh nhạy, họ thẳng thắn nên đôi khi là hay mắc phải cái chuyện thị phi. Họ tự kiêu và thanh cao, song lại gì là những người thành thật. Họ tự cho mình là cái trung tâm, song lại rất có khí phách. Họ xử lý cái công việc một cách là quyết đoán, chỉ cần quyết định xong một việc nào đó là họ sẽ bắt tay vào thực hiện luôn. Họ có tinh thần và trách nhiệm cao, cái năng lượng dồi dào và có cái tiềm năng làm mọi việc lớn, và họ rất tự tin trước mọi vấn đề. Họ luôn biết cách suy nghĩ và giỏi tính toán, có tài lãnh đạo và khá bị động trước tình yêu. Song cái chuyện yêu đương của họ lại còn tiến triển cực kỳ thuận lợi. Những người tuổi Thìn mà sinh vào các tháng âm lịch sau đây thì là những người có số phận gặp được nhiều may mắn hơn những người khác. Có thể thời trẻ gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng cái sự cố gắng, kiên trì cộng với cái sự may mắn, phúc lộc trời ban sẽ khiến cho những con giáp này sống phúc hậu và an nhàn, sung túc khi về già. Tháng đầu tiên được kể đến là tháng 8, tháng 8 âm lịch. Những người mà tuổi Thìn mà sinh vào cái tháng 8 âm lịch ý, thì thường có phẩm chất vô cùng là nổi trội. Họ thường là tâm điểm của mọi người và thường có cái cuộc sống là chu du khám phá nhiều nơi trên thế giới. Họ vận lại đại phú đại quý, tiền vàng, lộc đá, đất đai nhiều vô kể. Tiếp theo là những người tuổi Thìn sinh vào tháng 2. Những người tuổi Thìn mà sinh vào tháng 2 thì thường rất may mắn để sớm thành công trong cái sự nghiệp. Không những có quyền lực, địa vị cao mà họ còn rất nhiều người xung quanh yêu mến, tôn trọng. Hậu vận thì đại phú đại quý, tiêu tiền thì tiêu cả quyền, đúng không? Nhà cao cửa rộng, xe sang đủ cá, không thiếu cái gì. Tiếp theo là những người tuổi Thìn sinh vào tháng 3. Sinh ra là những người mà tài năng, có tài năng thiên bẩm luôn. Những người tuổi Thìn sinh vào tháng 3 thường đảm nhiệm nhiều cái vị trí quan trọng trong công việc. Bên cạnh đó, họ cũng là người có ý chí, quyết tâm và cực kỳ là kiên định trong cuộc sống. Hầu hết những người tuổi Thìn sinh vào cái tháng này đều đạt được những cái vị trí cao trong xã hội. Càng già lại càng lắm tiền nhiều của, hậu vận sống an nhàn trong nhung lụa, được người đời ngưỡng mộ và thèm khát. Tháng tiếp theo là những người sinh vào tháng 4. Tuổi Thìn mà sinh vào tháng 4 là những người mạnh mẽ, thông thái và đạt được nhiều cái thành công, được nhiều người kính nể. Khi sinh ra, họ là những người định sẵn là sẽ đạt được cái danh vọng và tiền tài. Trong cuộc sống, hậu vận thì làm ăn phát đạt phi thường, vang danh, bạn bè.
chức cao vọng trọng, tài sản thì tiêu cả đời không hết. Tiếp theo là những người sinh vào tháng 7, thì tuổi Thìn sinh vào tháng 7 được trời phú cho nhiều cái tài năng xuất chúng và cái lòng can đảm hơn người. Đây là những người sẽ đạt được những cái thành công trong cuộc sống, đặc biệt là tài chính và tài lộc. Họ có sức khỏe dồi dào và được tôn kính. Người quản lý tài sản tốt hay những người mà trưởng thành và giàu có là những cái cụm từ mà nhiều người thường nói về những người tuổi Thìn. Cái sự thành công của những người tuổi Thìn sẽ khiến cho người khác phải ngưỡng mộ và xem họ là một cái hình mẫu lý tưởng để mình noi theo. Những người tuổi Thìn thì thường mang đến cho mọi người cái cảm giác là lý trí nhạy bén và rất sâu sắc. Tuổi Thìn còn gặp được rất nhiều cái may mắn trong cuộc sống. Những cái vận may thường đến với họ một cách là bất ngờ, đôi khi họ không thể ngờ tới được. Nếu như những người tuổi Thìn ấy, trong cuộc sống, trong cuộc đời mà khắc phục được những cái nhược điểm sau đây thì cuộc đời của họ sẽ trở nên hạnh phúc và thành công sẽ lớn hơn rất nhiều. Tiền bạc cũng sẽ sớm đến với họ hơn. Đầu tiên, những người tuổi Thìn thì hay là gì? Lên mặt, nạt nộ người khác, có kỷ luật kém, hay tự cao tự đại, không chịu nhận sai, thiếu cái tính linh hoạt trong cuộc sống. Tuổi Thìn thì không thể cưỡng lại được những cái thứ màu hồng quá lãng mạn. Tuổi Thìn cũng sẽ hiếm khi thực lòng yêu quý những người khác. Vì thế, trong tình yêu, tuổi Thìn thường không cảm thấy thất vọng. Ngược lại, đối với những người yêu họ ấy, thường cảm thấy là nhất chén đắng. Người tuổi Thìn thì cầu toàn, hay phê phán, hay chỉ trích những người khác vì không thể chấp nhận được cái khả năng làm việc kém cỏi của họ. Tài hoa xuất chúng nên là khó thể tránh được những cái lúc tự phụ, tự kiêu, tự cao, tự đại. Đôi khi không thể chịu nổi được những cái bất lợi, những cái thử thách, sẽ lẩn tránh khi mà gặp phải thất bại. Họ đôi khi cũng khá là những người thiếu kiên nhẫn. Vậy nên tuổi Thìn rất cần một tập thể, những cái người bạn tốt, có ý chí tiến thủ thành công ở gần họ. Những người tuổi Thìn sẽ có mục tiêu phấn đấu, tiền tài sẽ sớm đến với họ hơn. Còn nếu mà tuổi Thìn mà cứ mãi giao du với những người thất bại hay là phàn nàn về cuộc sống thì họ cũng sẽ bào mòn lý trí, mất đi cái sự cố gắng và sống một cuộc đời tầm thường nhỏ bé. Thành công không nhất định phải có nhiều học vấn, cũng không nhất định là phải có nền tảng gia đình giàu có vững chắc, mà phải có một cái lý trí, mà phải có một cái trí tuệ thông minh, chân thành trong cái việc đối nhân xử thế. Và quan trọng hơn nữa là cái khả năng chịu thương, chịu khó, chịu khổ, có tinh thần phấn đấu, kiên cường, không bao giờ chịu từ bỏ giữa chừng. Đằng sau phần lớn của những cái thành công thì đều có một vài trang sử chua xót, xót thương, ít ai có thể biết được. Có thể một số người tuổi Thìn ấy, tuổi trẻ chưa giành được vinh hoa phú quý, chưa được hiển hách. Xong theo thời gian, các bạn cũng dần dần trưởng thành hơn, học được cái tính càng lúc càng rắn giỏi, thành thục hơn. Các bạn hoàn toàn có thể dựa vào cái sức lực, cái thực lực của mình để xây dựng nên cái cơ đồ. Xin chúc mừng những con giáp tuổi Thìn là con giáp may mắn thứ hai trong video ngày hôm nay. Nếu quý vị thấy video hay và hữu ích, xin quý vị đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè, cho những người thân của mình cùng xem. Đồng thời quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho chương trình. Sau đó nhấn vào tín hiệu chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.